Hello, chào tất cả mọi người. Mình là chị An, nữ ca Việt Nam. Và trong series video về Bit.com lần này, chúng ta cùng tìm hiểu về một trong những thế mạnh khác của Bit.com và cùng với Bitcoin thực hiện một cái option trading đơn giản là chính Bit.com. Và đây cũng là một thế mạnh cực kỳ lớn của Bit.com mà Bitcoin muốn gửi cho các bạn trong video lần này. Thì đây là một trong những cái điểm cực kỳ mạnh của Bit.com và được đánh giá là sàn thứ hai trong tất cả những cái sàn mạnh nhất về option trading. Và trong video này thì chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề ngay sau đây nhé. Rồi, thì trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về hợp đồng option là gì và cũng như là cái cách hoạt động của option như thế nào. Thì như mọi người cũng đã biết thì option này đó là một cái loại hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai này thì nó là một cái dạng khá là khác so với việc truyền thống anh em hay chơi như future chẳng hạn. Thì anh em long short thì biết rồi, thì chúng ta thực hiện một cái lệnh long hoặc một lệnh short một mức giá nhất định cùng với đòn bẩy. Và nếu mà giá theo đúng cái dự đoán của chúng ta thì nó sẽ có lời và sẽ có lỗ lúc đó. Option trading này là một cái dạng khác, đó là một cái dạng hợp đồng tương lai, nhưng mà tương lai đây là chính trong tương lai luôn, tức là nó thể hiện việc chúng ta thực hiện một hợp đồng mua bán là trong tương lai ở trong một kỳ hạn xác định đó, ở trong tương lai, và đây là một hợp đồng giữa người mua và người bán đó. Thế thì option là như thế nào? Thì đây tôi lấy ví dụ đơn giản về đây là một cái option đơn giản đó, thì cùng có buyer seller thì chúng ta thực hiện một cái hợp đồng giữa người mua và người bán. Ở đây thì lấy ví dụ tôi là người mua chẳng hạn đó, thì tôi thực hiện một cái hợp đồng với người bán là tôi sẽ trả phí cho anh seller ở mức hiện giá hiện tại, và tôi đặt ra một hợp đồng với anh seller là tôi sẽ có quyền mua một cái loại đồng crypto đó với Bitcoin chẳng hạn ở trong mức giá nào đó trong tương lai. Nó nghe khá là mơ hồ vậy. Đó, ok, thế thì chúng ta cùng tiến hành ngay một ví dụ thôi. Đó, thì cái call option thì chính là cái quyền mua, và put option là chính là quyền bán. Thì đơn giản như thế nào? Giống như kiểu là việc chúng ta là, ví dụ như chúng ta đề nghị với anh, tôi đề nghị với anh A chẳng hạn, là tôi sẽ trả cho anh là mức phí là 500 đô. Đó, 500 đô là tính bằng Bitcoin nhé. Và tôi sẽ đề nghị anh A là anh sẽ phải bán cho tôi cái Bitcoin với giá là 10.000 đô chẳng hạn ở cuối tháng 8. Đấy. Thì nếu mà cái giá Bitcoin, nếu mà giá Bitcoin mà nó xuống dưới 10.000 đô thì ok, coi như tôi mất số tiền phí. Còn nếu như mà giá Bitcoin mà trên 10.000 đô thì anh vẫn bắt buộc phải bán Bitcoin tôi về giá 10.000 đô một bit. Đó, thì đơn giản thế thôi. Tức là tôi trả tiền cho anh như của một mức phí gọi là phí bảo hiểm á. Đó. Ở trong chứng khoán người ta gọi là phí bảo hiểm. Thế thì quyền bán là gì? Quyền bán thì giống lại ngược lại với quyền mua. Tức là tôi trả phí cho anh B là 10.000 đô chẳng hạn, à 200 đô chẳng hạn. Đấy. Và tôi sẽ có quyền bán cho anh B cái một đồng Bitcoin với giá 10.000 đô vào cuối tháng 8 chẳng hạn. Đấy. Thế thì bây giờ nếu như mà giá Bitcoin mà lên trên 10.000 đô thì coi như hợp đồng của tôi và anh bị hủy bỏ và anh sẽ được nhận số tiền bảo hiểm của tôi. Còn nếu trường ngược lại, nếu mà giá Bitcoin xuống dưới 10.000 đô thì anh B vẫn bắt buộc phải mua Bitcoin của tôi với giá 10.000 đô, và cái sự lãi của tôi ở đây thì chính là cái tiền chênh lệch nó. Thì trong cái hợp đồng mua và bán này thì nó đều xảy ra cái trường hợp lãi, trường hợp chênh lệch, và chính cái chênh lệch này nó chính là bên cái lãi của nhà đầu tư đó. Thì như ta vào một cái ví dụ đơn giản, ví dụ như tôi là người mua chẳng hạn, thì tôi thấy là đang là vào tháng 4 thì Bitcoin giờ là 21.000 đô, và tôi dự đoán là đến tháng 5 thì cái giá Bitcoin nó sẽ lên cao hơn. Đấy, sẽ lên cao hơn một mức giá nào đó, và tôi đề nghị với anh B là tôi sẽ được quyền mua 25.000 đô một bit vào cuối tháng 5, và cái mức phí tôi trả cho anh B đó là 0,015 Bitcoin. Đó. Điều đấy nghĩa là như này, điều đấy nghĩa là khi mà đến cái kỳ hạn của tôi và anh B đó chính là cuối tháng 5 đó, và khi mà cuối tháng 5 xảy ra thì anh B sẽ bắt buộc phải bán cho tôi với giá là 25.000 đô một bit, bất kể giá Bitcoin lúc đó là bao nhiêu. Và cái hợp đồng của tôi và anh B sẽ hủy bỏ khi mà cái giá Bitcoin xuống dưới 25.000 đô, và anh B sẽ nghiễm nhiên được 0,015 Bitcoin mà không phải trả thêm bất kỳ đồng phí nào cả. Đó. Còn trái ngược lại với call option, long option, đó, thì nó lại là put option. Đó. Thì ví dụ như kiểu trong trường hợp này đi, thì tôi dự đoán giá Bitcoin nó không còn là 20, dưới sau tháng 5 ấy, thì giá Bitcoin nó không còn là 21.000 đô nữa. Tôi dự đoán giá Bitcoin dùng đấy nó chỉ còn là có giá là
15.000 đô thôi. Đó. Thì tôi thực hiện một cái hợp đồng, gọi một cái hợp đồng ngược lại, đó chính là cái hợp đồng bán. Tức là tôi sẽ có quyền bán cho anh B với giá 20.000 đô la một Bitcoin, bất kể là giá Bitcoin là bao nhiêu, miễn là giá Bitcoin dưới 19.000 đô thì anh B sẽ vẫn bắt buộc phải mua. Đó. Thì, và anh B sẽ vẫn được một mức phí, ví dụ tức là ví dụ giống như trường long con option ở chính là trường hợp là 0,05 Bitcoin. Đó thì khi mà tháng 5 xảy ra giá Bitcoin xuống dưới 19.000 đô chẳng hạn. Đó thì tôi sẽ được quyền bán anh B với giá 0 giá 19.000 đô. Dụ như giá Bitcoin xuống dưới tháng 5 nó khoảng 15.000 đô thôi. Nhưng mà tôi vẫn được quyền bán cho anh B với giá 19.000 đô và thế là tôi ăn lãi 4.000 đô lúc đó, trừ đi khoản tiền phí thì ra số tiền lãi của tôi. Nhưng ngược lại nếu giá Bitcoin mà nó lên 22.000 đô chẳng hạn thì tôi sẽ mất cái khoản phí đó là 0,05 Bitcoin cho anh B. Đó, và tôi sẽ chỉ mất lỗ mỗi khoản đó thôi. Còn tôi và hợp đồng còn lại của tôi anh B sẽ bị hủy bỏ, tôi sẽ không phải chịu lỗ kép, tức là khỏi bán lại cho anh B một cái mức phí như đó như thế nữa. Đó. Thì chi tiết hơn về cái hợp đồng này như thế nào thì tôi sẽ để cái đường link của cái chính sàn Bit.com của chúng ta luôn. Anh em đều có thể lên đó và xem hiểu cái cách mà cái hợp đồng tương lai option này hoạt động như thế nào. Và ở trong phần tiếp theo của video thì tôi sẽ thực hiện về phân tích một chút về cái hợp về những cái ưu và nhược điểm ở trên Bit.com, cũng như là cái cách hoạt động ở cái cách mà giao dịch một hợp đồng ở trên Bit.com như thế nào. Đó. Ok, và đây là cái phần đặc điểm khác biệt của option trên Bit.com và các sàn khác. Thì đầu tiên đó là người dùng ở đây sẽ không được chọn giá mà mức nhảy giá. Tôi là ví dụ như kiểu đây là giá BTC đã là 23.000 XXX thì tùy về kỳ hạn mà các mức giá sẽ nhảy khác nhau, tức là chúng ta sẽ không được quyền chọn giá, tức là chúng ta sẽ không thể ấn max đó là giá 23x luôn được, mà sẽ có các mức nhảy giá và khi mà chạm tới mức giá đó thì sẽ khớp. Đó. Ví dụ đó sẽ mức giá là 23.000 này, 23.500, 24.000 đó. Thì đây là các cái lệnh, ví dụ như là đây là các cái lệnh call đó, hoặc là các cái lệnh put chẳng hạn, ví dụ như là 22.500, 22.000 đó. Thì kỳ hạn càng dài ở đây thì tức là cái bước nhảy ở đây càng lớn, tức là chúng ta sẽ có quyền thực hiện các biến động giá lớn hơn khi mà thời gian càng dài hơn. Đó, ví dụ như kiểu tôi có thể thực hiện một cái hạn cuối năm chẳng hạn. Đó. Thì tiếp theo là cái kỳ hạn chứng chứng com. Thì đây là một cái điểm cực kỳ mạnh ở chứng chứng com mà tôi đã thấy được khi mà trading ở trên sàn. Đó chính là cái việc mà khi mà cái kỳ hạn của nó ngắn nhất là chính là 15 giờ cùng ngày, tức là thời gian đóng phiên. Như kiểu là anh em muốn thực hiện một cái lệnh call hoặc một lệnh put nào đó ở lúc 7 giờ tối hôm trước chẳng hạn, đó, thì 3 giờ chiều hôm sau thì cái lệnh của anh em sẽ được đóng lại đó. Và dài nhất là cái lệnh đến tận cuối năm, ví dụ như năm nay thì cuối năm 2022 đó, thì đây chính là một cái điểm cực kỳ mạnh của Bit so với các sàn khác, tức là kỳ hạn cực kỳ dài và anh em hoàn toàn có thể ôm lệnh cực kỳ lâu mà lượng phí nó vẫn chỉ là một cái lượng phí xác định mà thôi. Nói thì ví dụ so với Binance thì theo tôi thực hiện trading ở trên sàn Binance thì tối đa thì cho một ngày maximum, còn tối thiểu là 5 phút. Đó. Thì đây là một cái điểm khác biệt của Bit so với các sàn khác. Tiếp theo chính là cái công cụ implied volatility, nó thể hiện cái phần trăm rủi ro, tức là nó thể hiện cái tính toán các cái AI của Bit.com nó thực hiện tính toán và cái rủi ro khi anh em thực hiện ở cái các cái mức giá dài là bao nhiêu. Đấy. Thì phần trăm rủi ro càng cao ở đây chính là cái rủi ro càng lớn. Thì chi tiết hơn ở cái phần này như thế nào tôi sẽ thực hiện ở trong quá trình thực tế phần tiếp theo của video này. Đây anh em có thể hiểu được cũng như là cách thực hiện vận hành của cái implied volatility này. Và cuối cùng đó chính là cái giới hạn lượng coin call put trên từng bước nhảy giá. Cái này cực kỳ quan trọng để tránh cái việc thao túng thị trường cũng như là cái việc làm lợi bất chính ở trên cái bit.com. Đó thì mình bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng như là cách hoạt động ở trên bit.com này. Đấy, thì nó làm cho cái việc là người dùng sẽ luôn là người có lợi và các cái sàn giao dịch hoặc là các cá mập sẽ không thể đó là gọi là thực hiện thao túng ở trên cái sàn của mình được. Đó. Thì đây là toàn bộ những cái phần này về cái cách hoạt động option cũng như là cái điểm mạnh của bit.com so với các cái sàn khác ở trên cái thực hiện giao dịch option này. Và anh em cũng hoàn toàn hiểu là lý do vì sao một phần và chính là vì sao nó là bit.com nó lại là một phần tảng cực kỳ mạnh như thế. Đó. Và cái mạnh nhất đây là gì anh em có thể đoán được luôn, đó chính là cái công cụ và cái kỳ hạn này nó cực kỳ dài và cực kỳ lâu, anh em nói sẽ ôm lại cực kỳ thoải mái, nó cũng nó một hợp đồng tương lai mang tính chất dài hạn, hoặc anh em cái lệnh put anh em hoàn toàn có thể thực hiện như kiểu một khoản bảo hiểm để cho cái lượng token của anh muốn mua hay bán đó.
Đó. Cái này là toàn bộ phần lý thuyết thôi. Cho nên phần 2 của video thì chúng ta thực hiện trading thực tế ở trên bit.com.